cái bánh xèo mà mình chiên từ cái bột gạo nè, mình pha nè. Cái dành nè, nó giòn tan luôn, nhưng mà mình pha với bia đó. Màu vàng ôm luôn ở trong nhưng chất lượng. Chiên nước mắm thần thánh. Giòn quá ha. Nè, nè. Hey, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tiền Cuộc Sống Úc. Clip trước đó mọi người thấy là mình nói là ngày nghỉ hai chồng mình sẽ làm cái gì trong cái ngày nghỉ cuối tuần. Thì clip trước là mình cắt tóc, thì cắt tóc xong rồi cái hai chồng tắm rửa sạch sẽ rồi mình đi shop mua đồ ăn cho cả tuần. Thì thường thường mình cũng có những cái clip giới thiệu của mọi người đồ ăn cả tuần hai chồng đi làm đó. Thì xong mà bữa nay nghỉ thì thường hay làm cái gì, món gì đặc biệt để mà ăn. Bữa nay đây mình sẽ làm lại món bánh xèo để mà ăn hai vợ chồng nghỉ. Mọi người thấy cái lỗ rau này tươi xanh ngon không hả? Ok la hả? Hành lá nè, hay mình sẽ chiên bằng bột gạo không luôn nha mọi người. Nhưng mà vẫn phải là có bia. Thì bây giờ hôm nay mình chiên. Ở đây là ở đây mình có bột gạo. Bột gạo này của Thái Lan 1 kg. Thì bữa nay mình làm là có hai chồng mình, rồi có dì, rồi có thêm hai người bạn nữa. Thì là 5 người. Mình nghĩ là mình làm chắc khoảng hơn nửa ký, chắc 700g bột. Cái khắp này, một khắp này là 250g nha mọi người. Khắp vô mà. Đó. Và mình làm 2 khắp dung với lại một khắp lưng lưng thì độ khoảng 700g bột. Là bột gạo. Để cho bột thêm giòn á, thì mình sẽ để thêm cái bột chiên giòn vào. Cái này là bột chiên tôm, bột chiên chuối rồi đó. Và để cho nó giòn đó thì mình thêm khoảng là 100g. Thì là khoảng gần nửa của cái khắp này á. Không nhiều nha, mình để cho nó có cái độ xốp thôi. Gần nữa khắp, mình không có bỏ nhiều, tại vì bột gạo là nó đã giòn rồi, mình để cho bột chiên giòn cho nó có cái độ xốp nhẹ thôi. Này là bột nghệ, nghệ này là nghệ tươi nguyên chất. Thì cái nghệ này á, mọi người em bỏ theo tùy thích thôi. Muốn màu vàng đậm thì mình bỏ nhiều xíu, thì muốn màu vàng ít thì bỏ ít. Cái này là bỏ khoảng 3 muỗng cà phê á. 3 muỗng cà phê á mọi người. Là em thích ăn cái màu nó vàng tươi. 3 muỗng cà phê mọi người, chứ không phải 3 muỗng cơm đâu nha. Thường cái món bánh của mình ăn cái bột á, nó sẽ theo cái riêng nhà mình ăn á, thì mình sẽ nêm vô cái bột này một tí xíu muối, dặn một tí xíu muối. Dặn một tí xíu đường vô, mình dặn cho cái bánh nó có cái vị đậm đà thôi, chứ không phải là mình nêm cho nó ngọt luôn mà nó mặn luôn. Chỉ dặn một tí xíu đi, khoảng 2 muỗng cà phê đường rồi 1/4 muỗng cà phê muối, dằn cho nó có vị. Kế tiếp là mình bỏ bia vô. Cứng quá không sao. Đây, một cái chai bia này á, là 330ml
nhưng mà mình không có xài hết cái chai bia này, mình đổ là khoảng là 200 ml đến 250 ml bia thôi, mình không có sử dụng hết một chai bia. Rồi đổ vô nó sôi nè. Còn tiếp theo là mình cho nước cốt dừa. Cái nước cốt dừa này, cái hũ này là 400 ml. Thì cái này mọi người muốn ăn béo nhiều thì mình để hết một lon luôn. Còn nếu mà không thích béo nhiều thì mình có thể đổ ít lại tí xíu. Mà mình cho nước cốt dừa nhiều đi, béo ngon. Mình cho bia, mình cho nước cốt dừa vô, mình trộn cho cái bột nó đều lên. Nhân thì mọi người tùy thích rồi. Còn hôm nay mình chiên là có nhân, mình có thịt ba gọi, tép, tép bạc, củ sắn với lại hành. Tí hành thôi. Mình thêm nước vô. Mình muốn lấy hết cái nước cốt dừa ở trong đây á, nên mình sẽ đổ vào cái hũ này. Đó là mình cho phân nửa của cái cốc này. Cốc này là 250 ml nè, thì mình cho phân nửa là khoảng 125 ml nước. Mà các bạn đổ từ từ thôi, đừng có đổ vô hết. Mình quậy coi cái lượng đặc hay là lỏng của cái bột á. Mình thấy đổ 120 ml nước nó còn hơi đặc, cho nên là mình sẽ thêm vô phân nửa này. Tại vì để khoảng chừng 15-20 phút sau đó thì để cho cái bột nó nở xíu mình mới chiên. Thì chắc là mình thêm 250 ml nước đó. Giờ mình cắt hành để vô. Ok, bây giờ mình sẽ xào cái nhân. Cái này nhân thịt. Xào xong rồi, bỏ sang bên. Chắc với cái nước đó. Này là nhân củ sắn cắt ra cái xong mình dắt nước hơi ráo ráo á. Mình xào. Xào cái này gần chín cái mỏ giá vô. Cái này cái đầu tiên chưa có đẹp nha. Thổi giá. Cái bột để nở nó hơi đặc, cho nên là bây giờ mình phải thêm vô khoảng giá nước nha mọi người, nó hơi đặc. Để nãy giờ nó nở. Gửi cái bột thấy nó hơi đặc. Xíu xíu.
thánh. Bây giờ mời mọi người cùng ăn bánh xèo với hai vợ chồng của mình nha. Đây, mình quay cận cho mọi người xem cái bánh xèo mà mình chiên từ cái bột gạo nè, mình pha nè. Cái dành nè, nó giòn tan luôn, nhưng mà mình pha với bia đó. Đó, màu vàng ôm luôn ở trong nhưng chất lượng. Chiên nước mắm thần thánh. Rồi, mình ăn thôi. Ok. Đói. Để cái salad. Okay. Bánh xèo là phải ăn với cái gì? Cải xanh. Cải bẹ xanh. Cải của em chưa được xanh lắm mà hơi vàng nha. Bị thiếu phần. Bên đây đang mùa đông á mọi người. Chưa, nhưng mà chưa lạnh lắm đâu. Chưa. Cho bắp cá nè. Bữa nay rửa cái đầu bằng bánh xèo các bạn ơi. Giòn quá ha. Nè, bóc tay luôn. Bánh xèo ăn bóc tay đúng không? Bánh xèo phải ăn bằng tay chứ. Nhúc nó miếng. Đau bụng mà. Mời mọi người mời nha. Mọi người ăn nha. Quá đã. Ngon quá. Quan trọng là nước mắm cũng mắm cũng quan trọng, thấy ngon đó. Chấm vô miếng nước mắm này, chấm nhiều nước mắm thì nước mắm này nó vừa ăn nó không có mặn quá. Đang lúc nó bụng nữa. Đập cái nữa. Đói bụng mấy rồi. Cho nó miếng à. Cho nó miếng là cải xanh à. Nó kêu vậy thôi chứ nãy cho nó ăn rồi. Nó thấy mình ăn rồi mà không cho nó ăn cái nó kêu. Hai vợ chồng tụi mình nuôi con kít. Để mơ mốt mình huấn luyện nó nói chuyện với mọi người. Chắc cũng còn lâu lắm. Có bao lâu? Một năm không? Hả? Mấy tháng? Chuyện nhỏ để em. Em huấn luyện. Để mà nè. Hả? Để nè. Ôi trời. Nhưng mắm ngon nha. Hai chồng mình quyết định làm YouTube lại. Một phần là bây giờ cũng ổn rồi, với lại mùa đông bên đây đi làm
đi về cảm thấy con người nó sao, nó không có một cái sự gọi là gì ta, trong con người của mình nó cứ bần thần, mơ màng màng sao. Đâu mà làm biến mà. Mình không thích cái cảm giác đó nè. Hôm nay là mình phải kiếm cái gì đó để mình làm cho nó đỡ nhàm chán. Mùa đông bên đây cái con, trong cái con người của mình nó cái cảm giác là sao á. Nhớ quê à? Dạ. Cũng có thể, tại vì tháng này tháng 6 mọi người đi về Việt Nam hơi du lịch rất là nhiều luôn. Tại bên Việt Nam mình đang mùa trái cây với mùa du lịch đó. Mình không biết nữa. Nhưng mà anh có cảm giác đó. Anh thì chắc bình thường anh quen hả? Cảm giác nó làm biến. Cảm giác làm biến. Với lại cuộc sống bên đây nó thật sự là nó nhàm chán mọi người ơi. Nó cuối tuần á, ngoài đi ăn ở ngoài hay là đi shopping rồi nấu ăn ở gia đình thì không có gì chơi hết trơn. Trà sữa thì cũng có nhưng mà kiểu không phải không khí như bên Việt Nam mình. Mùa đông lạnh là mua về ăn thôi, đâu có ngồi đó. Chứ đi chơi không phải kiểu mấy khu du lịch mà vui chơi, vui là vui như bên Việt Nam mình. Có trò chơi này nọ không có. Đi du lịch bên đây là chỉ là nhìn cảnh thôi, tham quan thắng cảnh đồ thôi, biển đồ, cảnh dọc đẹp thôi. Chứ không có du lịch mà trò chơi này nọ như bên Việt Nam mình vui. Ngon quá. Lâu lâu ăn bánh xèo nữa. Mấy cái no để gào không gào gào nó nhiều hơn là bánh nữa. Mùa này bên đây mùa đông gào ít á, gào mắt gào giờ lên giá quá trời. Gào cải gì cái gì cũng lên giá hết. Kiếm không có, nhầm shop không có luôn. Phải chạy đi xa mới có. Bữa nay anh em đi mua rau á mọi người, phải chạy đi hai shop mới là có rau xà lách với lại rau cải xanh. Phải chạy đi hai shop, mấy cái shop gần. Ở đây không có bán rau luôn. Năm nay mùa đông bên đây rau hơi khó. Với lại mắc nữa. Chứ là bây giờ giá leo thang nữa, cái gì cũng lên chứ, cái gì cũng hồi gặp rồi lũ á. Mưa lũ. Mà rớt chậm lên ngoài này. Mưa lũ, nhưng bây giờ người ta đang cải tạo lại. Thì mình không có mà ăn.
tới mùa hè mới có rồi. Anh làm cái nữa thôi. Dữ lắm rồi đó. Hai. Bữa nay ăn mấy giờ ăn hai cái. Hôm bữa cũng vui, mình đi shopping á, cái mình gặp một cái anh kia, một anh với một chú gặp mình ở ở dưới khu anh đèo á, hỏi trong shopping á, hỏi là ui tiền làm cưng làm YouTube nào phải không? Dạ. Cái anh hỏi là sao không thấy hai chồng làm nữa. Rồi anh cũng coi cái clip là hai chồng mình đi lên trên farm farm dâu á, coi anh kêu làm mấy cái clip về đi farm nó hay đó, anh con cũng có coi á, anh kêu làm nữa đi, cũng là một trong những cái động lực giúp hai chồng mình làm lại YouTube. Vui mọi người, lâu lâu mình đi mình cũng hay gặp cái mấy cô hay là mấy anh chị mấy chú cũng hỏi, cũng thấy vui vui. Cưa. Mọi người coi hai chồng mình ăn đừng cười nha. Tại vì bánh xèo á, ăn là phải dùng tay, với lại cuốn mấy cái cuốn bự bự nhiều rau vậy nè. Dùng tay mới ngon, tay mình rửa sạch đó nè. Cuốn mấy cuốn bự bự nè, cái mà mình nhiều rau mình cắn một cái ăn nó mới đã. Tại vì bánh này lâu lâu mới ăn, mà ăn cái cảm giác nó phải kiểu bánh xèo là phải sao anh? Phải vui, phải xôm vậy đó. Cắn cái nó xèo không? Xèo toàn rau không? No căng bụng luôn. Giờ hai chồng mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Giờ bánh xèo bụng căng mắt hiếp rồi. Hai vợ chồng mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video hai chồng mình ngày cuối tuần ăn bánh xèo, làm bánh xèo, ăn bánh xèo. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Nhớ đón theo dõi, nhấn nút like và nhấn nút đăng ký ủng hộ hai vợ chồng mình nha.